Chào buổi sáng các anh các chị, chào toàn thể các bạn. Sáng nay thì Nhung xuất cái hàng chậu để bàn này đi nhé. Hàng mẫu mới. Các anh các chị sợ là sẽ Tết sẽ hết hàng nên là lấy trước này. Ôm hàng trước vì đây hàng này về rất là đẹp. Mẫu mới năm nay rất là đẹp, là tuyệt vời luôn ấy. Nên là mọi người đang ôm hàng nhé. Đây này, mẫu này, chậu mây để bàn, chậu mây để bàn 4 cỡ, mọi người lấy rất là nhiều. Đây, cái đơn này đi cũng là báo mẫu này, báo mẫu mây để bàn này, mây đan hướng dương này, mây để bàn cỡ nhỡ này. Đơn này cũng báo mẫu vòng tròn này. Đơn này là chậu lục bi này. Lục FAC FAB 520 này. Đơn này đi là 100 bí này. 100 hàng bí trắng của Bình Thuận, nhựa rất là đẹp nhá. Rất là thích luôn. Đơn này đi 100 luôn. Chậu vuông này. Đơn này lục cá đi thì báo hàng chậu bí này. Gửi mẫu chậu bí đấy. Đấy. Mọi người muốn Nhung báo mẫu nào bây giờ ạ? Mẫu nào cũng nhiều. Đơn này đi lục đỏ cộng với các mẫu báo mẫu. Báo mẫu chậu bàn này. Cua dây này. Đây là các đơn đã đóng rồi này. Loanh quanh để trả báo cho các anh các chị cùng toàn thể các bạn cái mẫu gì. Thôi thì báo cái mẫu chậu để bàn cỡ to nhất này đi. Mọi người chuyên trồng các loại hoa để bàn như là đỗ quyên, quất, các loại cây loại bonsai nhỏ, các loại lan, lan huệ, lan hồ điệp để bàn Tết. Rộng là 26 các anh các chị nhé. Chỗ thì rộng 26, chỗ thì rộng 27. Cao là 23. Mẫu chậu này em đang xuất ra với giá là 32.000. Chỉ cách nhà em độ 300m, mọi người lấy về mọi người bán 45.000 các anh các chị nhé. 45-50.000 cái mẫu này thì rất là đẹp. Nó rất là đáng đồng tiền bát gạo luôn ấy. Mọi người nhìn này. Giả sứ cực đẹp. Còn đẹp hơn cả sứ luôn ấy. Ai có nhu cầu về cái sản phẩm này thì liên hệ với em qua số điện thoại có kèm Zalo là 0915882513 nhé. Và đừng quên đăng ký kênh nếu mà chưa đăng ký kênh. Và chia sẻ cái video lên các hội nhóm hoặc là trên trang cá nhân của mình để cho vật tư nông nghiệp Thúy Nhung tiếp cận được với nhiều khách hàng hơn nữa. Với nhiều người có nhu cầu về chậu nhựa, chậu trồng rau, trồng hoa quanh nhà. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video ngắn lần sau.